Hello, xin chào anh em. Cảm ơn anh em đã quay trở lại với kênh YouTube của diễn đàn Trader Việt. Và cuối tuần vào chủ nhật là lúc mà chúng ta cùng ngồi xuống để xem lại những ý tưởng giao dịch đã vạch ra ở tuần trước, xem độ chính xác như thế nào. Và quan trọng hơn đó là chúng ta cùng nhau vẽ ra những cái ý tưởng cho tuần tới để chúng ta thiết lập một cái kế hoạch giao dịch, cái trading plan thật là tốt, thật là hiệu quả. Mời anh em chúng ta cùng nhau bắt đầu nha. Cổ phiếu hay quỹ ETF hả? Bố đang nói chuyện với nhân viên tư vấn. Giao dịch giờ đơn giản mà bố sao phải rườm rà vậy? Con anh nói đúng đó. Nếu như anh muốn giao dịch, tốt nhất nên chọn XTB. Điều đó rất chính xác. Ở đây có mọi thứ anh cần cho những bước đầu giao dịch. Anh có thể mở tài khoản mà bỏ qua mọi thủ tục phiền toái. Cái app này đúng là đơn giản, cực kỳ dễ sử dụng. Chỉ cần vài thao tác giao dịch xong. Như anh thấy đó, bây giờ khi nhắc đến giao dịch, XTB sẽ là một lựa chọn thông minh và đúng đắn. XTB giao dịch phái sinh, có rủi ro về vốn đầu tư. Đầu tiên như thường lệ chúng ta sẽ nhìn qua về USD Index, chỉ số đo lường sức mạnh của đồng đô la so với một số đồng tiền chính yếu khác. Nhìn vào USD Index sẽ giúp cho anh em chúng ta biết được sức mạnh của đồng tiền số 1 thế giới hiện nay là đồng US dollar, tức là đô la Mỹ đó. Xem nó như thế nào trong diễn biến trong tuần vừa qua. Thì tuần vừa qua khi chúng ta phân tích là chúng ta dừng lại ở thứ 6 là khi giá nằm ở đây ha, cái cây giá giảm này, và chúng ta đã vạch ra hai cái ý tưởng. Không phải thứ sáu đó mà là thứ sáu này đó, khi nó tăng lên và nó giảm xuống như thế này đó, và chúng ta đã vẽ ra được một cái trading range, tức là một cái vùng khung giá gồm có cái biên trên ở đây và cái biên dưới ở đây, và chúng ta đưa ra một cái nhận định mang tính rất là nước đôi. Đó là một trong hai cái trường hợp. Trường hợp thứ nhất, breakout lên phía trên này thì có thể USD Index sẽ chạy lên phía trên này. Ngược lại, nếu break xuống phía dưới thì USD Index có thể sẽ có động lực để đi xuống phía dưới. Thì chúng ta thấy là cái kịch bản thứ hai của chúng ta đã kích hoạt giá break xuống phía dưới, hồi lên và đi xuống lại đúng như dự kiến của chúng ta ở cái kịch bản thứ hai. Như vậy đối với cái kịch bản này thì cái USD Index của chúng ta đã đúng ở thời điểm này. Rồi, bây giờ chúng ta cùng nhau vạch ra cái kế hoạch cho tuần tới. Như thực là chúng ta sẽ cùng nhìn ở cái khung thời gian tuần. Khung thời gian tuần thì chúng ta đã có một tuần giảm giá dành cho USD Index, như là một tuần giảm giá dành cho USD Index ở đây. Chúng ta thấy là gì? Một thanh giá giảm đóng cửa sát đáy và có cái bóng ở phía trên, nghĩa là đã có lúc ở trong cái tuần này giá đã được kéo lên phía trên, nó có cái bóng ở đây, nhưng mà phe bán đã lập tức úp sọt và kéo giá ngược trở xuống phía dưới để đóng cửa gần cái đáy như thế này, cho thấy là trong tuần thì phe bán đã phá vỡ hoàn toàn những cái nỗ lực đẩy giá lên của phe mua ở khung thời gian tuần. Nhìn về tổng quan, tất nhiên chúng ta luôn luôn phải nhìn về tổng quan, nhìn về cái bối cảnh thị trường chung, chứ chúng ta không nhìn một hai cái thanh nến để chúng ta phán xét tình hình. Một cánh nến thì không làm nên mùa xuân đâu đó. Chỉ trừ ở những cái trường hợp nó rất là đặc biệt thì một hai thanh giá có thể cho chúng ta một cái nhìn rõ ràng hơn. Còn trong hầu hết các trường hợp thì chúng ta phải nhìn rộng ra nguyên một cái cấu trúc thị trường phía trước xem nó như thế nào. Rồi, như vậy là cái nỗ lực tăng giá thất bại của cái tuần này nè, vượt lên cái đỉnh phía trước này đã trở nên rõ nét hơn với cái thanh giá giảm của tuần này để xuống ở đây. Nhưng mà chúng ta thấy nó vẫn là đi ngang như thế này ha, cái thanh giá tăng này nó vẫn đang có thiên hướng gần như là ôm trọn những cái thanh giá phía sau và trong nó. Đây không phải là mô hình inside bar tại vì nó bao chưa trọn, nhưng mà nó cũng gần như vậy, nghĩa là chúng ta vẫn đang có một cái giai đoạn nghỉ ở đây, vẫn có một cái giai đoạn nghỉ USD Index ở đây. Và cái cấu trúc ở khung thời gian này thì chúng ta vẫn đang kỳ vọng USD Index nó sẽ đi ngang như thế này. Đây là một cái chữ V đi xuống và đi lên nhanh chóng, cho thấy có lực mua phía dưới. Như vậy chúng ta có thể nghĩ về cái khả năng USD Index hơi đi ngang một chút xíu ở khung thời gian tuần. Và tất nhiên thì như đã nói là cái tín hiệu ở khung thời gian này nó vẫn chưa thực sự rõ ràng về cái phương hướng. Rồi, ở khung thời gian ngày, với cái sự chưa rõ ràng của khung thời gian tuần thì chúng ta thấy gì ở khung thời gian ngày của USD Index? Thế là chúng ta thấy cái nỗ lực để giá tăng ở đây nó bắt nguồn từ cái swing point này. Cái swing point này là cái đỉnh điểm xoay chiều này nè, và đẩy lên ở đây và nó đã break xuống ở đây để đi xuống. Như vậy nó đã phá được cái đáy đẩy giá lên cao nhất. Như vậy thì cho thấy là cái lực đẩy lên của nó đã bị triệt tiêu. Và trong cái nỗ lực tăng giá này và break xuống phía dưới này, nó đã khiến cho nguyên cái cụm này nè,
nó trở thành một cú face break, tức là phá vỡ giá, đẩy giá lên và kéo ngược trở xuống. Chúng ta có thể dùng một từ mà chúng ta hơi Việt Nam hóa nó chút xíu, tức là chúng ta gọi là đẩy xả, đẩy ra, đẩy lên, đẩy xả xuống. Đẩy xả thì đây là một cú đẩy xả, đẩy lên xả xuống rồi và break xuống phía dưới này rồi. Và như vậy trong tuần tới của chúng ta, kỳ vọng của USD Index đó là chúng ta sẽ thiên về bán ra. Chúng ta sẽ thiên về bán ra. Đó. Thì ở đây chúng ta sẽ thấy cái vùng như thế này, nó sẽ là cái vùng bán chủ đạo của chúng ta. Còn trong trường hợp USD index nó phá vỡ luôn cái đáy này, đó, cái đáy mà chúng ta đang thấy trên màn hình này, đó, thì có thể nó sẽ tạo lực để đi xuống thấp hơn phía dưới này. Nghĩa là gì? Nghĩa là chúng ta có thể kỳ vọng bán ở phía trên này là chủ đạo, còn nếu nó break xuống phía dưới này chúng ta có thể canh bán tiếp. Đó, kịch bản mua của chúng ta xem như bỏ, sau cú đẩy giá xuống break out cái đáy ở đây thì coi như là bỏ. Rồi, như vậy là USD Index trong tuần này của chúng ta đã thiên về hướng bán hơn là hướng mua. Và cái ý tưởng giao dịch của tuần trước của chúng ta với cú làm break ở đây thì chúng ta canh bán ở phía trên trở lại, nó đã chính xác. Rồi, bây giờ chúng ta đi qua vàng. Chúng ta đi qua vàng. Trong tuần trước, kỳ vọng của chúng ta vào thứ 6 đâu? Thứ 6 đây là nó đã có một cú break out ngày đây. Thì chúng ta kỳ vọng nếu mà nó nhích xuống chút xíu thôi, một chút xíu ở đây thì chúng ta sẽ mua vào, và rất tiếc cho chúng ta, hoàn toàn rất là đáng tiếc luôn, là vàng không thèm nhích một chút xíu nào xuống ngay từ thứ hai mở cửa của phiên Á. Hôm thứ hai là giá đã đua luôn, đua một hơi tăng, sau đó đi ngang 3 ngày, 3, 4, 5 và thứ 6 đua thêm một thanh giá cực kỳ lớn nữa, kéo vàng lên tới sát mốc số tròn mạnh là 2.000 rồi, sát mốc số tròn mạnh là 2.000 rồi, chỉ trong vòng một tuần vừa qua thôi, giá đi từ 1.866 đó, đi lên tới 2.000, một lực tăng cực kỳ mạnh cho vàng đó. Như vậy rất là tiếc cho chúng ta, mặc dù chúng ta đã canh mua ở cái vùng này khoảng 1.861 mà nó mở cửa ngay 66, nó không thèm hồi năm giá luôn và nó đi luôn tới gần 130 giá đó. Thật là kinh khủng đúng không? Và rất là đáng tiếc là chúng ta đã bị lỡ con tàu này. Nhưng mà không sao, mất kèo này thì chúng ta bày kèo khác. Chúng ta nhìn ở khung thời gian tuần xem mọi việc như thế nào. Wow, chúng ta đang chứng kiến một cái thanh giá cực kỳ tăng, cực kỳ lớn luôn. Đó, ở trong cái tuần vừa qua dành cho vàng. Và trong cái suốt cái chuỗi tăng này thì chúng ta không có thấy cái tăng, cái cây tăng nào mà lớn như cây tăng này. Ngoài cái cây tăng này thì nó cũng ngang ngang thôi, chứ nó không có lớn bằng. Và cái quan trọng hơn là cái thanh giá tăng của tuần trước nó đã vượt qua cái đỉnh này. Vượt qua cái đỉnh này nghĩa là nó đã tạo đỉnh giá cao hơn, và mặt lý thuyết kỹ thuật, cái việc tạo đỉnh giá cao hơn nó sẽ tiếp diễn xu hướng giá tăng, hay nói cách khác với cái cú phá vỡ đỉnh này, vượt qua đỉnh này ở đây, thì xu hướng giá tăng của vàng ở khung thời gian tuần nó đã trở nên rõ ràng. Nhưng mọi việc có một cái câu nói như thế này, mọi việc ở trước chữ nhưng nó đều vô nghĩa. Ở đây vậy chúng ta nhân cái gì? Chúng ta nhân đầu tiên một cái câu phổ biến của phân tích kỹ thuật chúng ta vẫn hay nói với nhau, đó là look left to trade right, nhìn qua bên trái để trade ở phía bên phải. Thì chúng ta nhìn qua bên trái and chúng ta sẽ thấy ở đây vùng 2000 nó là cái đỉnh cũ. Nhìn ha, 2000 nhìn qua. Chúng ta đã thấy lần nỗ lực vượt 2000 của một cái tuần vào ngày 7 tháng 3 năm 2022, cái tuần từ ngày 7 tới ngày 12 đó. Giá đã được đẩy lên, vượt lên tới 2070, nhưng sau đó kéo ngược trở xuống tạo thành một cái thanh pin 3 ở đây. Đây, và sau đó đi xuống như đây, quay lên 2000 một lần nữa và đi xuống luôn tới 1600. Hay nói cách khác, trong quá khứ thì cái vùng giá xung quanh 2000 này nó đã từng là một cái kháng cự rất là mạnh. Ok. Như vậy chúng ta có hai yếu tố ở vùng này. Một là cái số tròn về mặt tâm lý 2000. Số tròn chúng ta hay gọi là hiệu ứng round number đó. Thì những cái hiệu ứng về những cái con số tròn đó thì thường trader họ sẽ thường sẽ chốt lời hoặc là dừng lỗ xung quanh cái số tròn đó. Thì bây giờ chúng ta đang đối mặt với 2000 rồi. Và cái thứ hai, trong quá khứ đã từng có hành vi giá cho thấy có kháng cự ở đây. Rồi, hai yếu tố kháng cự. Cái thứ ba, khi chúng ta nhìn vào cái thực tại của vàng thì chúng ta thấy điều gì? Giá đã vượt lên và đóng cửa phía trên biên trên của Kettner Channel.
là cái biên trên màu trắng này nè, và cái biên trên và biên dưới nó đánh dấu giống như là kiểu một xác suất thống kê gì đó. Khi mà giá vượt lên và đóng cửa bên ngoài cái biên trên này thì chúng ta dễ có hiện tượng, dễ dẫn tới hiện tượng chúng ta gọi là overbought, tức là bị mua quá mức. Và khi nó đóng cửa xuống dưới biên dưới thì chúng ta có một cái hiện tượng chúng ta gọi là oversold, tức là quá bán quá mức. Thì ở đây chúng ta thấy cái lịch sử lần trước khi giá vượt 2000 nó đẩy vượt lên ở phía trên biên trên Bollinger Band, không phải Bollinger Band mà là Kettner Channel này. Ở đây đẩy lên, vượt lên kéo xuống, đây vượt lên kéo xuống. Ở dưới này, chạm dưới kéo lên, chạm dưới kéo lên lần trước gần đây nhất, vượt lên trên kéo xuống. Như vậy thì ở đây chúng ta cũng đang có hiện tượng overbought, bị mua quá mức. Và khi chúng ta nhìn qua bên đây thì chúng ta thấy có một cái kháng cự và cũng cả sáng chữ số tròn 2000. Nghĩa là xu hướng tăng vẫn đang tiếp diễn ở khung thời gian tuần. Nhưng đây không phải là vùng thích hợp để mua được, chúng ta nên đợi một nhịp hồi xuống phía dưới này rồi mua, bình tĩnh mà mua nha. Không cần gì phải mua đuổi, vẫn còn nhiều cơ hội. Chúng ta mua ở đây chúng ta dễ dính một cái cú đảo chiều trở xuống lắm. Đó. Rồi ok, chúng ta sẽ quay lại khung thời gian ngày để chúng ta nhìn coi có chiến lược mua nào không. Thì đầu tiên chúng ta phải thấy là gì? Đó là ở khung thời gian này với việc giá tăng lên mạnh lên 1988, giá nó cũng đã vượt lên khỏi biên trên của cái channel rất là xa rồi. Cái biên nó mới chạy tới đây, còn ổng giá cũng chạy tới đây luôn rồi. Như vậy thì cái hiện tượng overbought nó cũng đang xuất hiện tại ở đây, tại khung thời gian ngày này. Nên có thể chúng ta sẽ thiên về việc sẽ có một cái đợt nhịp hồi xuống trước khi đi tiếp. Và chúng ta thấy nguyên một cái nhịp đẩy này nè, nguyên một cái nhịp đẩy này, cái đà đi nó của giá rất là dốc, dốc rất cao. Thì độ dốc nó phản ánh gì? Thứ nhất, nó phản ánh cái động lượng momentum của cái nhịp tăng này là rất mạnh. Và cái thứ hai nữa, nó phản ánh là gì? Cái kiểu tăng như vậy nó không có bền vững. Cái kiểu tăng nó lại như vậy, nó bền vững. Còn cái kiểu tăng như vậy nó rất là không bền vững. Nó giống như là cái kiểu tăng ở đây, anh em thấy không? Một cái pop mạnh lên, rất là mạnh lên, vượt lên trên biên trên của Kettner Channel, thậm chí duy trì vài thanh nến ở phía trên trước khi có correction xuống và sau đó chạm một cái support ở phía bên dưới này, hỗ trợ một cái BBZ này trước khi cất cánh bay tiếp. Thì điều đó chúng ta cũng đang kỳ vọng tại đây, một cái pattern, một cái cấu trúc như vậy. Và khi cái trend đi vậy thì nó sẽ vững hơn nè. Rồi đó, và cuối cùng nó tăng tốc lên phía trên và nó correction, điều chỉnh. Rồi bây giờ ở đây nghĩa là gì? Chúng ta sẽ kỳ vọng có một nhịp hồi xuống ha. Chúng ta cứ bình tĩnh, có một nhịp hồi xuống tại đây. Đó. Chúng ta sẽ mua vào nếu giá hồi xuống tại đây. Trường hợp thứ hai, chúng ta có thể mua vào ở đâu nữa? Cho một cái backup plan, chúng ta sẽ có mua vào xung quanh đây. Tại vì sao? Nó có chạm ở đây, chạm ở đây, chạm ở đây và nó có cái vùng số tròn 1900 đi qua tại đây. Rồi, như vậy chúng ta đã có hai cái trading zone mà chúng ta kỳ vọng sẽ có. Nếu có correction thì chúng ta sẽ mua. Có correction là điều chỉnh, anh em, xin lỗi anh em vì đã sử dụng tiếng Anh đôi khi quen miệng thôi. Đó. Ở đây, ở đây là cái vùng đỉnh cũ. Và ở đây, đó là chiến lược dành cho vàng trong tuần tới. Rất là ấn tượng với cái cách tăng giá này của vàng và khả năng nó đi tiếp tục cái nhịp tăng này là hoàn toàn có thể luôn. Nhưng mà chúng ta nên kỳ vọng một nhịp hồi trước khi mua, chứ chúng ta không nên mua đuổi nha. Mua đuổi là dễ dính nhịp hồi mà còn phải gồng. Nhiều khi nhịp đồi hồi nó biến thành nhịp đảo chiều luôn thì thực sự là rất là khốn nạn luôn nha anh em. Rồi, tiếp theo là crude oil, tức là dầu thô. Trong tuần vừa rồi vào thứ 6 ở giá ở đây, chúng ta kỳ vọng nếu mà giá hồi lên thì chúng ta sẽ bán xuống và chúng ta đã headshot, tức là bắn trúng đầu luôn của con vàng, của con dầu trong tuần vừa rồi. Ngay thứ hai nó hồi lên phía trên này, nó chạm đúng vào vùng bán của chúng ta tại đây và sau đó là 5 ngày giảm giá liên tục của tuần trước diễn ra 2, 3, 4, 5, 6, đẩy giá xuống phía dưới này. Ok, chúng ta đã bắt được trúng đỉnh của nhịp giảm của dầu trong tuần vừa rồi. Ok, chúng ta sẽ cùng nhau nhìn ở khung thời gian tuần để vạch ra kế hoạch của tuần tới. Wow, một thanh giá giảm rất là lớn đã xuất hiện ở khung thời gian tuần của dầu. Đó, chúng ta thấy khả năng là nguyên cái nhịp tích lũy này nó đã kết thúc rồi. Đó,
bắt đầu từ thanh inside 3 này nè, cái thanh giá giảm này, và nó nguyên nhốt nguyên một cái giai đoạn nén giá này vào phía trong nó, và thậm chí hai cái thanh giá phía trước nó cũng đi ngang luôn. Và với một cú này, cú pop tức là cú đẩy mạnh xuống phía dưới như thế này, thì kỳ vọng xu hướng đi cho dầu nó sẽ thiên về giảm, và điều này chúng ta cũng đã kỳ vọng trong thời gian vừa qua. Với cái cấu trúc mà đỉnh đáy giảm dần ở khung thời gian này thì chúng ta kỳ vọng giá nó đi tiếp xu hướng giảm. Thì có một câu trong phân tích kỹ thuật đó là gì? Chúng ta cứ kỳ vọng giá đi theo xu hướng cho đến khi giá chứng minh điều ngược lại. Thì ở đây chúng ta vẫn kỳ vọng nó đang giảm thì nó sẽ giảm tiếp, và chừng nào nó muốn chứng minh điều ngược lại thì nó nhảy lên phía trên này, thì chúng ta sẽ đổi cái kỳ vọng của chúng ta sau. Rồi, ở khung thời gian ngày, chúng ta quay lại vì đây là cái khung thời gian tri chính của chúng ta, thì chúng ta thấy là gì? Việc giá phá vỡ khỏi cái khung giá này và break out, ở đây chúng ta gọi là breakdown, phá vỡ xuống phía dưới chúng ta gọi là breakdown, breakdown xuống phía dưới như thế này khiến cho chúng ta kỳ vọng là có một cái xu hướng giảm sẽ được hình thành đối với dầu. Nhưng chúng ta thấy là gì? Ở thời điểm này chúng ta thấy giá liên tục bị đẩy lên từ phía dưới, và đặc biệt là cái thanh giá hôm thứ 6 đang đóng cửa vượt xuống phía bên dưới của cái candle channel, cái biên dưới. Nên vì vậy chúng ta kỳ vọng sẽ có một cú retrace lên phía trên. Retrace là hồi lên phía trên á. Và chúng ta sẽ chờ để bán tiếp dầu ở phía trên ở cái vùng này đó. Và ở cái zone này nó có thể là cái zone là cái vùng giá nha anh em. Đó, cái vùng giá này cũng là có thể là cái vùng giá mà chúng ta sẽ kỳ vọng để bán ra từ phía trên. Và ở đây chúng ta thấy cái vùng số tròn 70 nó cũng đã bị xuyên thủng. Vùng số tròn 70. Và khi nó đã bị xuyên thủng như vậy thì nó sẽ biến thành một vùng kháng cự cho giá nha. Vùng kháng cự cho giá. Anh em thấy ở trên này vùng 80 nó rất là khó chịu nè. Chạm 80 bật xuống, chạm 80 bật xuống, leo lên trên 80 rớt xuống, leo lên trên 80 rớt xuống, leo lên trên 80 rớt xuống. Thì ở đây vùng 70 nó có thể sẽ đóng vai trò tương tự. Chạm vào nó hoặc leo lên trên nó một chút xíu là sẽ rớt xuống. Trong trường hợp leo xa quá thì chúng ta sẽ chờ bán phía trên này. Đây là một cái kế hoạch B của chúng ta thôi, không phải kế hoạch A. Kế hoạch A là sẽ bán xung quanh đây với kỳ vọng là xu hướng giảm. Sau khi nó break khỏi cái vùng này thì nó sẽ đi xuống phía dưới này. Và về mặt lý thuyết chúng ta có thể đo đạt đâu đó chiếc chiều rộng của cái vùng này, chúng ta tính xuống để chúng ta làm cái mục tiêu giá đó. Tức là khả năng giá đi xa tới đâu thì chúng ta có thể tính toán nó xuống đâu đó phần 57, mà chúng ta tính cho tròn là số tròn 60 đi ha. Đó, chúng ta có một cái vùng gọi chúng ta gọi là cho giá nó thở, nó cho, tức là chúng ta không có tính sát giá quá, trả giá quá sát là không được. À, nên chúng ta sẽ tính đâu đó, kỳ vọng tiếp theo của chúng ta có thể là dầu về đâu đó ở tầm 60. Rồi, tiếp theo là EURUSD, chúng ta có kỳ vọng gì cho EURUSD trong tuần vừa rồi? Trong thứ 6 giá ở đây có một cái cú đẩy từ phía trên xuống mà chúng ta kỳ vọng nếu giá leo lên tới đây chúng ta sẽ bán xuống, và nếu giá chạm xuống phía dưới chúng ta sẽ mua lên, và chúng ta đúng luôn cả ở hai hướng, giá chạm ở phía trên và bật xuống rất mạnh vào ngày thứ tư, và trong thứ tư đó luôn cũng bật từ phía dưới bật lên luôn. Đó nghĩa là chúng ta mua hay bán thì chúng ta cũng đã bắt được đỉnh và đáy ở trong tuần vừa rồi dành cho EURUSD. Rồi chúng ta sẽ cùng nhau nhìn khung thời gian tuần. Khung thời gian tuần có gì? Một thanh pin 3 có bóng dưới rất là dài. Bóng dưới rất là dài. Trong cái bối cảnh ở trước đó cũng có một cái bóng dưới rất là dài như vậy, thì chúng ta đang cho thấy có cái lực mua đẩy lên ở hai cái kịch bản hoàn toàn giống nhau trong tuần vừa rồi, nhưng mà tuần vừa rồi và tuần trước đó. Nhưng mà tuần vừa rồi thì đường cái nó tạo một cái 2/2 lên phía trên này. Đó, nghĩa là chúng ta đang thấy lực mua xuất hiện xung quanh cái vùng này dành cho EURUSD ở khung thời gian tuần. Rồi, ok, chúng ta sẽ nhìn ở khung thời gian ngày để coi chúng ta coi thấy gì. Khung thời gian ngày thì chúng ta thấy cái nỗ lực phá vỡ cái khung giá này bằng cách vượt lên phía trên đã thất bại, vượt xuống phía dưới cũng thất bại, và có một cái thanh giá bán lớn ở đây. Như vậy trong tuần này chúng ta sẽ vẫn tiếp tục cái kế hoạch là mua ở dưới và bán ở trên trong một lần nữa để chúng ta xem có một cái xu hướng nào được thiết lập hay không. Euro cần phải vượt lên phía trên này nè, vượt lên phía trên này để có thể đi về xu hướng tăng giá của mình, và có cần phải phá vỡ xuống phía dưới này để rõ ràng hơn về cái kịch bản giảm giá. Còn không, ở cái giai đoạn hiện nay thì EURUSD vẫn đang ở trong cái cây trend range, tức là một cái vùng khung giá dao động đó. Rồi, chúng ta sẽ qua cặp tiền tiếp theo là cặp tiền cặp GU. GU thì trong tuần vừa rồi chúng ta có hai kịch bản đều thiên về mua. Kịch bản thứ nhất là mua ở phía dưới bật lên, và kịch bản thứ hai chạm xuống phía dưới và bật lên.
thì hôm thứ sáu là ở đây, chúng ta phân tích là ở đây, chúng ta phân tích chủ nhật thì giá đóng cửa hôm thứ sáu. Thì hôm thứ hai gỗ break lên phía trên, sau đó giảm xuống, sau đó đi lên phía trên. Nhưng mà cái break, lực break này của chúng ta là chúng ta kỳ vọng là nó đi lên trên một chút xíu, nhưng mà lực break này nó chưa đủ mạnh để nó kéo gỗ lên phía trên trước khi hồi lại. Thì nói chung kịch bản mua này tới hiện nay, nếu chúng ta mua từ phía dưới này thì chúng ta vẫn đang có lợi nhuận vì giá đã vượt lên phía trên vùng mua rồi đó. Nhưng mà thực ra thì nó vẫn chưa vào được, tại vì chúng ta cần phải có một cái nỗ lực mạnh hơn nữa của GU đó. Rồi ở khung thời gian tuần chúng ta sẽ thấy gì? Khung thời gian tuần chúng ta sẽ thấy một thanh giá bắt đầu vượt lên phía trên và đóng cửa vượt lên trên hai cái, ba cái thanh giá gần nhất rồi đó, nghĩa là chúng ta đang thấy có một cái áp lực mua dành cho GU, GBP USD đó anh em. Từ phía bên dưới, và như vậy thì nó sẽ có thể hướng lên phía trên. Và GU thì chúng ta nhìn ở khung thời gian này thì rõ ràng chúng ta có một cái trading range ngang ở đây, chúng ta có cái đỉnh này, đỉnh này ngang ở dưới đây, chúng ta có cái đáy này rồi, thì chúng ta sẽ thiên về khả năng hướng lên phía trên dành cho GU ở trong cái khung thời gian tuần này. Rồi chúng ta sẽ nhìn ở khung thời gian ngày, trên line giảm ở đây đã bị break lên phía trên rồi, và bây giờ chúng ta sẽ mở rộng cái zone này ra, thì chúng ta sẽ có hai cái vùng mà chúng ta vẫn tiếp tục theo đuổi cái chiến lược mua vào dành cho GU trong thời gian tới, đó là cái zone phía dưới này và tiếp theo là cái zone phía dưới này đó. Chúng ta vẫn sẽ chờ mua đúng như vậy từ hai cái zone của trong tuần trước. Trong tuần trước vì chúng ta đang được thấy áp lực mua đang kéo giá lên phía trên rồi. Rồi đó là dành cho GU. Rồi Bitcoin của chúng ta tuần vừa rồi là một tuần sai bét luôn. Hai kỳ vọng của chúng ta là chờ bán từ phía trên này và chờ bán từ phía dưới này đều sai bét đó. Và chúng ta đã chứng kiến một cú đảo chiều cực kỳ mạnh mẽ của Bitcoin trong tuần vừa rồi lên phía trên. Thì diễn biến tiếp theo sẽ như thế nào thì chúng ta sẽ cùng nhau phân tích. Nói chung là kèo này thua nên là không gáy nữa. Mấy kèo trước trúng đỉnh trúng đáy có quyền gáy, nhưng mà thua thì có quyền đổ thừa hoặc im lặng. Ok, chúng ta đang chứng kiến một cú break cực kỳ mạnh của Bitcoin lên phía trên. Một thanh giá tăng cực kỳ lớn có biên độ cực kỳ rộng đã xuất hiện lên khung thời gian tuần của Bitcoin. Giá đã vượt lên và đóng cửa phía trên đỉnh này, kẻ ngang qua nó là một cái kháng cự rất là mạnh xung quanh cái vùng giá phía trên 25.000. Thì bây giờ giá đã đóng cửa vượt lên thanh giá tuần hiện tại chỉ đóng cửa vào lúc 7 giờ sáng mai, thì hiện giờ đã nằm ở giá 27.000 rồi. Và thường thì chủ nhật chúng ta sẽ không chứng kiến nhiều biến động lắm đâu, thì có thể giá sẽ nằm ở mốc 27.000 này trở lên tới 28.000, nghĩa là đã xuất sắc vượt trên cái đỉnh 25.200, đã tạo breakout ra khỏi hai cái đỉnh này. Như vậy cái sự tiếp diễn tăng giá ở khung thời gian tuần là đã sáng sủa rồi. Như vậy thì ở khung thời gian ngày chúng ta nếu mua vào chúng ta sẽ trở nên tự tin hơn. Thì ở đây chúng ta ở đây khung thời gian ngày để chúng ta coi có gì. Rồi xóa mấy cái gì sai, phải xóa sạch dấu vết để anh em khỏi nghi ngờ. Rồi chúng ta thấy trong tuần vừa rồi giá quay xe rất là gắt ha. Rồi bây giờ tại khung thời gian này thì chúng ta thấy gì? Một cú tăng mạnh lên phía trên rất là mạnh của Bitcoin trong liên tục từ chủ thứ bảy tuần trước đã tăng, chủ nhật tăng, thứ hai tăng, thứ ba tăng, thứ tư nghỉ chút, thứ năm, thứ sáu tăng tiếp, tăng một cái rèo, một cái động lượng cực kỳ mạnh kéo giá đi từ biên dưới của Kettner Channel, vượt khỏi biên trend của Kettner Channel. Thì với cái kiểu tăng giá đầy sức mạnh như vậy và đặc biệt là tạo được cái đỉnh giá cao mới thì khả năng tiếp diễn xu hướng tăng này nó rất là cao, đặc biệt lực mua đẩy vào rất là mạnh đó, đẩy vào rất là mạnh, đặc biệt trong bối cảnh mà nó vượt xuống dưới đáy dưới và nó trap, tức là nó bẫy tạo thanh khoản, bẫy giá quét xuống phía dưới, sau đó lật ngược lên phía trên. Như vậy thì tốc độ đi của nó là cực kỳ nhanh, tại vì những người đã bán khống short sell phía dưới này, khi giá tăng nhanh lên phía trên họ buộc phải chốt lỗ, và chốt lỗ thì họ sẽ tạo thành một cái lực mua đã đẩy giá đi nhanh lên phía trên trở lại. Như vậy đó là một cái nguyên nhân mà khiến cho cái Bitcoin trong tuần vừa rồi đi với tốc độ tên lửa, tốc độ bàn thờ luôn. Thì bây giờ chúng ta sẽ thấy gì? Việc tạo 22 một cái đỉnh giá cao mới ở khung thời gian này đã khiến cho Bitcoin thiết lập được cái xu hướng tăng giá ở khung thời gian
ngày. Và vì vậy chúng ta sẽ đi theo xu hướng tăng giá. Nhưng hiện nay cái thanh giá hôm thứ bảy vừa rồi nó đã nằm ngoài hoàn toàn cái biên trên của cái Kettner Channel. Thì ở trong phân tích kỹ thuật theo cái phương pháp này thì nó gọi đó là một cái free bar, tức là một cái thanh giá tự do, tức là nó không nằm ở bên trong và nó không có bất kỳ cứ cái phần nào của cái thanh giá nó chạm vào cái Kettner Channel. Nó ở đây chúng ta thấy ngay cả cái bóng dưới của nó cũng đã nằm ngoài hoàn toàn rồi. Thì ở đây là cái trạng thái overbought, tức là bị mua quá mức, nó đã diễn ra khá là rõ ràng rồi. Và chúng ta không đuổi theo giá để mua ở tầm này nữa. Mua tầm này khả năng đu đỉnh nó sẽ cao hơn so với việc chúng ta chờ một nhịp hồi xuống và bật lên và để chúng ta mua tiếp. Chúng ta chờ phía dưới này đó để chúng ta mua tiếp, chứ chúng ta không mua đuổi ha. Anh em sẽ cảm thấy sell trading gì chán chết được, giá đang tăng vậy giờ kêu không mua. Thì tất nhiên anh em tùy vào cái phong cách trading của anh em, đó là aggressive, tức là một cách mạnh mẽ dữ dàng theo thiên hướng tấn công, hay là theo phương pháp, hoặc là anh em theo phương pháp phòng thủ. Anh em chọn những cái cú chơi mà nó mang tính là quá mức và hồi xuống và mua vào thì chúng ta sẽ cảm thấy an toàn hơn. Đó là tùy vào cái tính cách của anh em chúng ta ha. Không có chân lý mà chỉ có một sự phù hợp trên thị trường. Chúng ta chọn được cái gì phù hợp cho mình. Có người sẽ đợi ở đây mua luôn, có người sẽ đợi hồi xuống để mua, tùy theo anh em thôi. Tiền của ai nấy xài, con ai nấy chăm, vợ ai nấy chăm sóc, không có liên quan gì tới nhau hết. Ở đây chỉ là một cái gợi ý cho anh em là trong cái trường hợp giá đã đi quá xa quá nhanh thì chúng ta nên đợi nó hồi xuống và chúng ta dí nó tiếp, chứ đừng dí nó sát quách quá, nó sẽ quay lại nó cắn mình đó nha. Rồi, đó là kịch bản dành cho Bitcoin. Rồi, ETH Ethereum thì trong tuần vừa rồi chúng ta đã có một cái kịch bản nước đôi dành cho Ethereum đó. Chúng ta nói là nếu mà giá quay là phía trên 1.500 chúng ta có thể bán xuống, nhưng nếu nó break cái thanh giá này và đóng cửa lên phía trên cái thanh giá hôm thứ năm của tuần trước nữa đó, thì nó sẽ tạo nguyên cái cụm này thành một cái face break và nó có thể đi lên phía trên. Và cái kết quả là chúng ta đã đúng ở cái nhận định thứ hai là nó break ngay chủ nhật, nó đã break lên rồi, và thứ hai nó đu lên trên phía trên luôn đó. Thì chúng ta đã chính xác ở cái phần là nếu mà vượt lên này, break lên phía trên này, biến cái cụm này thành một cái face break thì nó sẽ đi lên phía trên, và cái kết quả đã là đi rồi đó, nghĩa là chúng ta cũng đã cảnh báo đúng cái kịch bản. Rồi chúng ta sẽ nhìn vào khung thời gian tuần. Khung thời gian tuần của ETH thì thấy ETH có một thanh giá tăng tốc mua lên phía trên rất là mạnh, và hiện giờ đang đóng cửa phía trên đỉnh này. Như vậy ETH đang có cái thiên hướng là tạo sự tiếp diễn của xu hướng tăng ở khung thời gian tuần. Như vậy thì chúng ta ở khung thời gian ngày chúng ta mua vào nó sẽ an tâm hơn, vì cái lực đi của khung thời gian tuần nó cũng đang ủng hộ cho cái hướng tăng giá. Rồi bây giờ cái việc của chúng ta là mua ở đâu? Hiện nay thì đang có dấu hiệu của sự suy yếu dành cho ETH ở khung thời gian này. Ở đây thì qua cái bóng này, một cú chọt xuống, hai cú chọt xuống, như vậy chúng ta đã bị thọt xuống hai phát rồi ha. Rồi thì chúng ta sẽ như thường lệ nhát gan để sống lâu, chúng ta chờ. Chúng ta sẽ chờ những người sống để mà di truyền được cái bộ gen của mình cho thế hệ sau thì thường mấy thằng nhát đó mà. Mấy thằng mà hô sung trận là đi nấp trước đã. Thì đó là trường hợp của chúng ta. Một những cái cú breakout lên phía trên nó mang tính rất là mời gọi dành cho các anh em trader. Nhưng mà việc nhảy vào nó một cách không toan tính, bằng một cách không có tính toán cẩn kỹ lưỡng, có thể khiến cho chúng ta mất khá là nhiều tiền. Chính vì vậy ở đây trong trường hợp này chúng ta đang thấy những cái cú đẩy xuống, đẩy lên từ phía đẩy xuống từ phía trên, như vậy chúng ta cần phải nên phải chờ một cái cú đi xuống phía dưới này trước khi chúng ta mua vào. Từ phía dưới nó sẽ cẩn trọng hơn đó. Thì đây là cái kịch bản của chúng ta là như vậy, đợi một cú retrace xuống phía dưới trước khi chúng ta mua vào, thuận theo cái áp lực tăng ở khung thời gian, cả khung thời gian tuần và khung thời gian ngày chúng ta đang thấy cho ETH luôn. Rồi cuối cùng chúng ta sẽ đi qua BNB. BNB chúng ta cũng đã vạch ra hai kịch bản trong tuần vừa rồi. Đâu rồi? Thứ bảy, ông chủ nhật ở đây. Đó, chúng ta kỳ vọng thứ nhất là chúng ta bán xuống, chúng ta tèo ở kỳ vọng này. Nhưng kỳ vọng thứ hai, nếu giá break lên phía trên này thì chúng ta sẽ mua vào. Thì kết quả này, giá break lên phía trên nó hồi xuống dưới 300, đúng với vùng 300 này, và nó bật lên.
ok, chúng ta đã ăn tiền, chúng ta gỡ được cái kèo bán tầm 7 ở phía dưới, chúng ta đã ăn tiền ở kèo phía trên. Rồi, coi như là huề vốn, chúng ta huề vốn, CJ cũng huề vốn, hai bên không ai gom tiền của ai. Rồi, chúng ta sẽ cùng nhau nhìn ở khung thời gian tuần. Một thanh giá tăng rất là mạnh, kết thúc 5 cái tuần giảm liên tục trước đó dành cho BNB. À, nhưng mà cái thanh giá tăng này nó lại không đẹp bằng thanh giá tăng tuần của ETH hay Bitcoin, vì nó đã không đóng cửa được vượt lên phía trên này để tạo một cú breakout đỉnh gần nhất. Qua đó để thể hiện cái sức ép tăng giá trở nên vững mạnh hơn thì BNB đã không thể hiện được điều đó. Hay nói cách khác là chúng ta mặc dù chúng ta vẫn có sức ép mua nhưng mà mua nó sẽ không đẹp bằng Bitcoin với ETH thôi, không có gì hết. Rồi nhìn vào khung thời gian ngày, chúng ta cũng thấy nè, cái đỉnh cũ này nó chưa bị phá vỡ nè, chưa bị phá vỡ, và chúng ta cũng đang có nè, ở đây BNB đã vượt lên biên trên của Kettner Channel ở một cú tăng vào ngày thứ 6 tuần này, vượt lên trong ngày lập tức cái thanh giá tăng hôm thứ 7 nó đã quay trở xuống để nó đóng cửa phía bên trong cái Kettner Channel đó. Ở đây để chúng ta thấy là thực cái Kettner Channel nó mang ý nghĩa là thống kê, giống như thống kê ở đây chúng ta có một loạt nến đóng cửa phía trên, đóng cửa phía trên, đóng cửa phía trên, nhưng tới thanh này đóng cửa phía trên mà có bóng trên thì nó mới giảm xuống, sau đó thanh này nó chọt lên phía trên nó giảm xuống, thanh này nó chọt lên phía trên sau đó đi ngang và nó có nguyện một nhịp giảm, và tới giảm tức thanh này nó chọt xuống phía dưới nó kéo lên và chúng ta có một nhịp tăng rally trở lên phía trên. Rồi quay lại cái chủ đề, quay lại cái chủ đề khung thời gian này của chúng ta, chúng ta sẽ làm gì? Rồi chúng ta sẽ setup lại những vùng mà chúng ta sẽ mua thuận theo cái áp lực mua của chúng ta đang thấy ở khung thời gian tuần và khung thời gian ngày. Nhưng mà mặc dù rõ ràng là ở đây áp lực mua vẫn không đẹp bằng so với Bitcoin và ETH như chúng ta đã trình bày trước đó. Chúng ta sẽ nhìn xem có những vùng nào mà giá nó hay quẩn quanh. Thì thứ nhất vùng này ha, vùng này là chúng ta sẽ lấy cái đáy face spread của đợt trước. Rồi thứ hai chúng ta sẽ có là vùng xung quanh này. Rồi thứ ba nhỏ thôi chúng ta sẽ có một cái vùng này. Đó, vùng này chúng ta sẽ kéo dài, có thể kéo dài qua đây, chúng ta sẽ thấy có những khá là nhiều những cái lần giá đảo chiều nó nằm loanh quanh đây. Rồi ok, như vậy thì chúng ta sẽ set up theo kèo mua của tuần tới dành cho BNB từ vùng này và từ vùng này. Đó, vùng này thì chúng ta sẽ có thêm vùng số tròn 300 là cái vùng tạo thêm cái động lực hỗ trợ dành cho BNB trong tuần tới. Ok, như vậy thì chúng ta đã đi qua nào là USD Index, nào là vàng, nào là dầu, nào là EURUSD, GU, GBPUSD, Bitcoin, ETH và BNB, tất cả những cái đại diện của các thị trường chính mà anh em trader Việt Nam chúng ta hay trade. Và chúng ta cũng thấy ngoài Bitcoin là chúng ta trật lất, còn lại có những ý tưởng giao dịch của chúng ta đã được vận hành rất là tốt trong tuần vừa rồi. Ví dụ dầu chúng ta head short ngay đỉnh, EURUSD chúng ta mua bán gì cũng trúng đỉnh trúng đáy, mua thì trúng đáy phía dưới, bán thì trúng đỉnh phía trên. Như vậy thì những cái kế hoạch giao dịch đã được vạch ra nó có một cái xác suất cũng tương đối ổn dành cho anh em, và hy vọng trong tuần này chúng ta tiếp tục được bà market độ để đem lại những cái kết quả giao dịch, những cái kế hoạch giao dịch tốt như vậy. Và hy vọng một lần nữa cái trading plan này giúp đỡ cho anh em trong việc hoạch định cái trading plan của anh em. Không có khuyến nghị nào cho việc là anh em trade theo cái kế hoạch giao dịch này nha, tự mình vạch ra một cái và trade theo nó cho nó bro. Ăn thì mình ăn, mình tự ăn, thua mình tự thua luôn cho nó bro, không ai xúi mình mất tiền hết. Rồi cảm ơn anh em đã lắng nghe tới giai đoạn này của video clip. Chúc anh em có nhiều sức khỏe, và chúc cả gia đình và người thân anh em cũng như vậy, cũng có nhiều sức khỏe, và hy vọng chúng ta sẽ gặp nhau trong tuần tiếp theo. Một lần nữa xin chào và xin tạm biệt anh em.